Mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là chúng ta đã có trailer chính thức của Choco Milkshake rồi nha. Thì các bạn nào mà thích BL Hàn ấy thì lên xem. Cưng lắm ấy. Ok. Hôm nay chúng ta bây giờ chúng ta xem cái gì Behind the Scene của Love in the Air tập 6 nha các bạn. Tập 9 nha các bạn. Ok, let's go. Yeah, mình nói nhầm vào tập 6 chứ không, mình không hề có ý là cái kiểu như là 69 no no. Chuyện đấy không gì vui cả luôn á. Không hề. Yeah, tại vì ai rồi cũng sẽ phải 69 thôi chứ có gì đâu. Bé hở ra là ăn các bạn ạ. Nhưng mà ăn nhưng mà trông bé rất là gầy nhá. Hôm nay thì vì hôm nay Ford của chúng ta đã rất là chăm sóc, à Pai chúng ta đã rất là chăm sóc tốt Sky ở trong tập này. Mẹ cũng nên có một cái phần thưởng nhỉ. Đúng không cứ kiêng ăn miếng bánh đi. Các bạn thấy sao, mình theo mình thấy cá nhân mình thấy thì Ford ấy diễn xuất mình thấy mơ gì nhỉ, Pete diễn hay hơn. Tức là Ford nhiều lúc thỉnh thoảng thôi nó vẫn hơi bị kiểu non một xíu ấy, không quá không không khó chịu nhưng mà kiểu thấy nó hơi non một xíu. Nhưng mà cái cảnh mà Ford nó diễn cảnh chăm sóc Sky, cảnh đấy thực sự tốt. Amazing. Còn mấy cái cảnh kiểu như là thường ngày ấy, cảnh mà diễn kiểu daily ấy, ở công việc hay là kiểu như là giao tiếp với những người khác ấy, thì nó hơi một xíu thôi, không vấn đề gì lắm. Thì thôi nhầm thôi. Bye. My god. Ông phải ngồi xuống để không phải quay. Cô giáo mà phải kiểu ngồi chúi xuống như kiểu là trốn công an vậy. Oh my god. Shit. Khóa cửa vào đi Ford. Dậy đi cậu. Ford nó đang cởi trần bước vào kia. Trời ơi không mặc. Không dậy à? À ừ. Nó đã nhìn thấy rồi. Nó không thấy phấn khích là bị Ủa? Bé ở đây mà cưng đi đâu?
รู้สึกแปลว่าจะพอเป็นพักก็รู้ไปมันน่าจะพร้อมต่อการแบบให้เห็นอะไรพอมาเด็ด yes này cái này hay bé nhất là pai rất tốt à thế mỗi lúc mà bé kiểu hôn nhẹ kiểu oh my gosh đấy ตอนที่เดินเข้ามาตอนสกายอาสั่นปวดท้องอ่ะแต่มันจะเริ่มอาการเนี่ยตอนที่เริ่มดึงออกดึงแรงที่เขาก็กัดเสื้อออกไปตอนที่ว่ามันจะได้มีจังหวะให้สกายอ่ะเบาลงเพราะเมื่อกี้เหมือนจังหวะไม่มีจังหวะสกายเบาอาการสั่นลงเลยจะหมายความว่าอีสานเราจากที่มันดึงมาก็ไประดับได้ระดับวันนี้บอกค่อยขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนกลับไปเป็นทำไมชอบทำสายตาของคนโอ้ยเบื่อดาวเซียนเบื่อvừa cái bé này ma mê là gì nhỉ? Ma mê này là gọi là gì không biết. Biên kịch à? I don't know. Quá nhiều các hướng dẫn ở đây mà mình phải follow. Mấy đâu đầu quá. Năm tech rồi. Peak. Hôn mình đi. Rồi mình sẽ hết ốm mẹ. จะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับจ้าโอเคครับครับจ้องจ้องคืออะไรมาจ้องมัดนอก็แบบคิวป่าไม่ได้เปิดโอมโอมเอิร์นก็คือกินข้าวมาเสร็จก็คือนอนลงบนเตียงแอร์เป่าง่วงแค่นั้นเปียกพวกมึงทันแล้วแล้วพอมันเป็นการเป็นพูดที่นุ่มๆไปเรื่อยๆการแบบเราพูดไปชัดจนแบบทำไม่ต้องหลายเทคในเรื่องของการเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยการเป็นว่าเราต้องเล่นให้มันชัดมากๆขอฝากซีนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เข้าไปในเก่งแต่แบบทำตัวได้cảm xúc rồi nhưng mà những cái cảnh kiểu như là hàng ngày ấy kiểu bình thường ấy cảnh kiểu daily ấy gọi là hoạt động hàng ngày ấy, thì bé hơi chưa tự nhiên nhưng mà không có vấn đề gì làm nó chỉ một xíu thôi không có nói chung là mình vẫn thích boss à nhầm nô nhé nô kiểu cường điệu một cách là kiểu là cưng ấy nói chung là amazing